Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã thực sự thay da đổi thịt khi hàng loạt cơ sở mới khang trang rộng rãi được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, một số bệnh viện vẫn còn quá tải, người bệnh chen chúc nằm chờ, trong khi những dự án công trình vẫn y ạch chờ ngày hoàn thiện. Như mới đây, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân quận 5, báo cáo khẩn cấp tình hình xuống cấp trầm trọng của tòa nhà ký túc xá trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng nằm sát vách bệnh viện đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện cũng như gây sự bất an cho người bệnh. Trước đó, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây mới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh với quy mô 13 tầng, 500 giường bệnh, tổng vốn đầu tư khoảng 1.130 tỷ đồng. Lúc bấy giờ, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm khởi công xây dựng trong quý tư năm 2010. Thời gian thi công dự kiến là 32 tháng, nhưng đến nay đã 13 năm trôi qua, dự án vẫn bất động. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh từng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngừng triển khai dự án theo hình thức BT, chuyển sang nguồn vốn ngân sách của thành phố. Địa điểm dự án cũng được xin chuyển về thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, nhưng đến nay dự án vẫn còn nằm trên giấy. Đối mặt với hiện trạng cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, số lượng người bệnh ngày càng đông, trong khi dự án xây mới bệnh viện đã quá lâu chưa được triển khai. Lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã có văn bản xin tiếp nhận tài sản, nhà và đất từ Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 201 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để có thêm nơi phục vụ nhu cầu chăm sóc người bệnh, hạn chế tình trạng quá tải ở cơ sở quận 5. Tuy nhiên, khi phóng viên tìm hiểu thì đến ngày 13 tháng 10, khu đất 201 Phạm Viết Chánh, quận 1 vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài và đại diện Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cho biết công tác điều chuyển vẫn chưa được thực hiện.